Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ ba ngày 19 tháng 12 2023. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Khánh Hòa cần tiếp tục triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã. Hội thi bí thư chi bộ giỏi, ngày hội của những người làm công tác xây dựng Đảng. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Trong bối cảnh thế giới và khu vực trải qua những biến động lớn, công tác đối ngoại và ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục, đồng bộ, hiệu quả, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Trên bình diện đa phương, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá và dự báo tình hình quốc tế, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu về đối ngoại và ngoại giao đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay. Trên cơ sở đó, thảo luận đề ra nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển nền ngoại giao vững mạnh toàn diện, hiện đại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại giao nói chung và ngành ngoại giao nói riêng, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị ngoại giao lần này. Đồng thời, Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo sâu sắc đối với ngành, thể hiện tinh thần kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 diễn ra đến ngày 23 tháng 12. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2023 và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2023. Sáng nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến thăm, kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh tặng hoa chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân trên các lĩnh vực, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh, lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và địa phương, góp phần quan trọng vào việc phát triển và xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định sẽ khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa. Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 87 trên địa bàn thành phố Nha Trang nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao những thành tích mà đơn vị đã đạt được, cũng như những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ năng chuyên môn để góp phần vào chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao khả năng chữa trị cho không chỉ người dân trên địa bàn mà cả du khách trong và ngoài nước, nâng tầm quy mô của bệnh viện. Nhân dịp Giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Hải Ninh gửi lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mùa Giáng sinh và năm mới hạnh phúc an lành tới các mục sư và tín hữu, mong muốn các chức sắc và tín hữu tin lành luôn gắn bó khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bí thư tỉnh ủy cũng đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023. Đáng chú ý, GDP của tỉnh ước tăng hơn 10%, đứng thứ tư cả nước, thu ngân sách nhà nước vượt 18% dự toán và tăng 10,5% so với cùng kỳ. Kết quả trên có sự đóng góp của các chức sắc và tín hữu tin lành tỉnh. Mục sư Phạm Xính, Ủy viên Ban trị sự Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam khu vực miền Nam, phụ trách công tác phục vụ Phú Yên Khánh Hòa, đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của Hội thánh Tin lành thời gian qua, mong muốn tiếp tục có sự giúp đỡ tạo điều kiện để giáo hội, hội thánh hoạt động ổn định và phát triển trong thời gian tới. Cũng nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và Tết Dương lịch 2024, sáng nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm giáo xứ Thanh Hải, thành phố Nha Trang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn đã gửi lời chúc đến các vị linh mục và toàn thể bà con giáo dân trong giáo xứ đón một mùa Giáng sinh và năm mới an lành, vui tươi. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các vị linh mục, tu sĩ sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên giáo dân gắn bó, ủng hộ các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tích cực đồng hành cùng với địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đem lại cuộc sống an lành cho đồng bào Công giáo nói riêng, nhân dân trong tỉnh và cả nước nói chung. Sáng nay, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Hội nông dân tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đoàn đại biểu của tỉnh Khánh Hòa gồm 13 đại biểu. Tại đại hội, dự kiến đoàn đại biểu của Khánh Hòa báo cáo tham luận với chủ đề vai trò của Hội nông dân Khánh Hòa trong hỗ trợ hội viên nông dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên lề đại hội, Khánh Hòa cũng sẽ trưng bày một số sản phẩm OCOP mang thương hiệu của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị đoàn đại biểu Hội nông dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy, quy định của đại hội, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sát, sinh động liên quan mật thiết đến thực tiễn công tác hội và phong trào nông dân. Ngoài ra, các đại biểu cần tham gia tích cực các hoạt động trong khuôn khổ đại hội và kết nối giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các đoàn trong cả nước tham gia tại đại hội. Chiều nay, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị thông báo kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, ông Lê Hữu Trí đã thông báo tình hình tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tại các địa phương trong tỉnh. Theo đó, cử tri trong tỉnh đánh giá kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp vì lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Hoạt động chất vấn đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức cùng với hoạt động giám sát chuyên đề đã phản ánh được những vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri trong tỉnh cũng mong muốn Quốc hội xem xét sớm thông qua luật đất đai sửa đổi và mong muốn công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương để làm trong sạch bộ máy phát triển đất nước. Cử tri trong tỉnh cũng đã có các kiến nghị cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quốc Trị thống nhất đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, có sự tham gia đối thoại của các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm một số vấn đề cử tri các địa phương như huyện Vạn Ninh, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang đã kiến nghị nhiều lần. Đối với các vấn đề cử tri mới kiến nghị tại kỳ tiếp xúc vừa qua, ông Hà Quốc Trị đề nghị các sở ngành địa phương giải quyết thấu đáo, dứt điểm, nhất là các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Liên hoan chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 32 năm 2023 đã được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc vào tối qua tại quảng trường 2 tháng 4 thành phố Nha Trang. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu. Liên hoan chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ năm nay có sự tham gia của gần 600 ca sĩ diễn viên không chuyên thuộc 17 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị quân đội, trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Các đoàn tham gia liên hoan sẽ gửi tới khán giả hơn 80 tiết mục ca múa nhạc có nội dung về Tổ quốc, quê hương, biển đảo, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Liên hoan chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ năm nay được tổ chức nhằm kỷ niệm 77 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2023, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Đây cũng là sinh hoạt văn hóa nghệ thuật thường niên của tỉnh Khánh Hòa được duy trì tổ chức trong suốt 32 năm qua. Liên hoan sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 21 tháng 12.
Thưa quý vị và các bạn, hợp tác xã được đánh giá là thành tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập cho người dân tại các vùng nông thôn và miền núi, đồng thời cũng là cầu nối được các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến gần với bà con. Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều chính sách nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, nhất là hợp tác xã nông nghiệp. Mặc dù vậy, khó khăn vẫn còn không ít, đã gây trở ngại cho sự phát triển của các đơn vị trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa xác định cần tiếp tục triển khai thêm các giải pháp đặc thù cho lĩnh vực này, kết hợp với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh hiện có trên 18 hợp tác xã đang hoạt động gắn với các loại nông sản chủ lực của từng địa phương. Theo đánh giá, phần lớn các hợp tác xã này đều ở quy mô nhỏ, chưa xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, do đó khó tiếp cận được với các nguồn vốn ưu đãi của tỉnh hoặc nguồn vốn từ các ngân hàng. Điều này dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều bất cập, hạn chế, sản phẩm khó cạnh tranh được trên thị trường. Chính vì vậy, những hợp tác xã này chưa thực sự đóng góp rõ nét cho sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các xã thị trấn. Chúng tôi rà soát lại các cái hợp tác xã của hai miền Hiền Núi, Khánh Sơn và Khánh Vĩnh để có cái cơ sở để chúng tôi củng cố và đồng thời tiến hành hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động theo luật hợp tác xã. Và đồng thời chúng tôi tăng cường, đẩy mạnh cái ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, rồi hướng dẫn cho bà con biết được các cái phương pháp sản xuất kinh doanh hiệu quả để ứng dụng cho cái khu vực vùng đồng bào. Bên cạnh đó thì chúng tôi nghiên cứu để mà xây dựng hỗ trợ kinh phí để thực hiện các cái chuỗi sản xuất nông nghiệp. Khó khăn của các hợp tác xã miền núi cũng đang là những vấn đề khó tháo gỡ của nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, vẫn còn nhiều nguyên nhân khiến cho lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa phát triển được như kỳ vọng. Trong đó, nguyên nhân đến từ các rào cản đối với việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước dành cho các hợp tác xã, năng lực đội ngũ cán bộ hợp tác xã chưa đồng đều. Bên cạnh đó, các chính sách liên kết hợp tác với doanh nghiệp tìm đầu ra cho sản phẩm chỉ mới được thực hiện ở một số khâu và chưa thể nhân rộng. Tỉnh Khánh Hòa cũng xác định bên cạnh những giải pháp về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, việc cải thiện, nâng cao tiềm lực nội tại của các hợp tác xã cần phải được quan tâm chú trọng. Đề nghị cấp chí là cũng hướng đến là cái việc nâng cao cái vai trò vị thế của hợp tác xã chúng ta trong việc là nâng cao trong cái trình độ quản trị và sản xuất kinh doanh, cũng như là chúng ta hướng đến cái giá trị thương hiệu mà một số hợp tác xã chúng ta đã có cái chuẩn và ô cốp, rồi một số hợp tác xã có những thương hiệu kiến nghị của Liên minh hợp tác xã về rà soát là các cái chính sách phát triển kinh tế tập thể, lĩnh vực nông nghiệp, chính sách lĩnh vực đất đai, chính sách lĩnh vực xúc tiến thương mại đó, thì nội dung này đó thì giao cho Sở Tài nguyên Môi trường đó, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đó, và các sở ngành liên quan, thì chúng ta căn cứ nhiệm vụ được giao thì chúng ta thực hiện là phối hợp với Liên minh hợp tác xã để đề xuất tỉnh các cái nội dung. Cùng với đó, Khánh Hòa cũng sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn vốn chính sách từ trung ương và địa phương, đồng thời thống nhất thành lập quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, tạo kênh tín dụng đặc thù cho lĩnh vực kinh tế tập thể, kỳ vọng sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn vốn sản xuất kinh doanh cho các hợp tác xã. Giao cho Liên minh hợp tác xã tỉnh đã nghiên cứu rà soát các quy định hiện hành và học tập kinh nghiệm mô hình triển khai quỹ phát triển hợp tác xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đã. Và theo kế hoạch chúng ta làm sớm để triển khai nội dung này để bổ sung hoàn thiện cái quy chế điều lệ quỹ phát triển hợp tác xã, thì nội dung này chúng ta đã có, chúng ta tiếp tục bổ sung hoàn thiện. Nội dung này liên quan đến sở có đầu tư, sở tài chính, thì các đồng chí sẽ nỗ lực để thực hiện trong nội dung này, đặc biệt là cái chi ra cho cái quỹ này đã, chúng ta cái quy trình đã được thủ tục để chúng ta thực hiện. Khánh Hòa hiện có trên 150 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút hơn 39.000 thành viên tham gia, cùng hơn 13.000 lao động thường xuyên. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 40 triệu đồng mỗi người một năm. Việc tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các hợp tác xã cũng là giải pháp cải thiện, phát triển kinh tế tại các vùng nông thôn, miền núi, qua đó góp phần giúp cho Khánh Hòa đạt được các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, chi bộ là nền móng của đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Bởi vậy, vai trò của người đứng đầu chi bộ càng trở nên quan trọng. Vì muốn có nhiều chi bộ tốt, cần thiết phải có nhiều bí thư chi bộ giỏi. Mới đây, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức vòng chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2 năm 2023.
Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ, thực sự là ngày hội của những người làm công tác xây dựng đảng. Sau khi vượt qua vòng sơ khảo được chia thành 12 cụm thi, với 155 thí sinh của 63 tổ chức cơ sở đảng tham gia, 12 thí sinh đã đạt giải nhất các cụm thi bước vào vòng chung kết. Thí sinh lớn tuổi nhất là 53 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất là 40 tuổi. Vòng chung kết, các thí sinh trải qua 3 phần thi. Phần thi chào hỏi, các thí sinh có sự đầu tư trong xây dựng kịch bản, nghệ thuật sân khấu hóa lôi cuốn, hấp dẫn, đầy sáng tạo trong việc giới thiệu, tuyên truyền về nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị, thu hút sự chú ý và cổ vũ nhiệt tình của khán giả và cổ động viên. Phần thi xử lý tình huống, các thí sinh nghiên cứu, nắm chắc những quy định của điều lệ đảng. Về phần thi kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ, phần lớn thí sinh nắm vững kiến thức về công tác xây dựng đảng, quy trình sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề, đề xuất một số giải pháp, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đều rất tự tin, tâm huyết, nỗ lực hết mình trong các phần thi. Một số thí sinh tuy chỉ là phó bí thư hoặc chi ủy viên chi bộ, nhưng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và có kiến thức, kỹ năng tốt trong công tác xây dựng đảng, thuyết phục được ban giám khảo trong các phần thi. Qua mỗi thi thì chúng tôi cũng không những được học tập, trao đổi kinh nghiệm mà cũng là để thể hiện những kiến thức của mình trong cái quá trình điều hành chi bộ tại cơ quan đơn vị, như là xử lý những cái tình huống, những cái vấn đề mà phát sinh trong cái, trong chi bộ. Và đối với bản thân tôi thì qua cái cuộc thi này rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cái việc mà tổ chức điều hành sinh hoạt. Và đó thì cũng giúp cho cái công tác chính trị tư tưởng rồi lãnh đạo chi bộ nó mang tính toàn diện, từ công tác chính trị tư tưởng đến công tác phát triển đảng rồi công tác kiểm tra giám sát. Thứ này là đoàn sinh hoạt chính trị rất có ý nghĩa đối với toàn đảng bộ khối các cơ quan của tỉnh. Và qua cuộc thi này thì đảng bộ sở Đảng Đồng Minh và Xã hội cũng như các cấp ủy chi bộ, đặc biệt là các đồng chí bí thư các chi bộ đã nâng cao nhận thức hơn về công tác nghiệp vụ của đảng và kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác đảng tại đơn vị của mình trực tiếp lãnh đạo, giúp cho các tổ chức đảng không chỉ nhận thức hơn về nhiệm vụ của đảng mà qua đó thì các tổ chức đảng có dịp giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình công tác đảng, và từ đó thì giúp cho các cấp ủy các chi bộ nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trong cái thời gian tới. Hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ 2 năm 2023 thực sự đã đạt được mục tiêu đề ra, đem lại những kết quả thiết thực cho công tác xây dựng đảng của đảng bộ khối. Đây cũng là dịp tập huấn nghiệp vụ và trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Đặc biệt, hội thi đã tạo ra không khí sôi nổi, phấn khởi, thực sự là ngày hội của những người làm công tác xây dựng đảng trong toàn đảng bộ khối. Hội thi bí thư chi bộ giỏi còn là cái dịp để ban thường vụ đảng của chúng tôi đánh giá một cách thực tế về chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, của đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ ở cơ sở. Từ đó chúng tôi sẽ đề ra những biện pháp, những giải pháp để nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ để nhằm đáp ứng về cái yêu cầu, nhiệm vụ trong cái giai đoạn hiện nay. Hội thi của chúng tôi còn nhằm thực hiện tốt về cái kết luận số 18 của ban bí thư về tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 10 của ban bí thư khóa 10. Trong tình hình hiện nay, thực hiện tốt về cái nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường, củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên. Bế mạc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho thí sinh Lê Hùng Nghệ, bí thư chi bộ làng trẻ em SOS Nha Trang, đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hai giải nhì cho thí sinh Cao Huy Bình, bí thư chi bộ kế toán nhà nước, đảng bộ Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Phan Thị Kim Hạnh, Phó Bí thư chi bộ Thư viện tỉnh, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao, và trao 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho 9 thí sinh còn lại. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải cho các đội cổ động viên ấn tượng nhất, các video clip tình huống hay nhất. Sau hội thi, hy vọng các thí sinh tiếp tục là hạt nhân nòng cốt của cấp ủy các cấp, chung sức
đồng lòng cùng cấp ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phần cuối chương trình là một số thông tin khác. Sáng nay tại huyện Cam Lâm, tỉnh Đoàn Khánh Hòa tổ chức chương trình tập huấn và thực hành kỹ năng phương pháp quảng bá trực tuyến các sản phẩm nông sản cho thanh niên. Chương trình thu hút gần 200 đoàn viên thanh niên và người dân trên hai địa bàn huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh tham gia. Tại chương trình, các khách mời là chuyên gia về chuỗi hệ thống bán hàng, chuỗi cung ứng, xây dựng video marketing, chuyên gia livestream, chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết bán hàng, thu hút khách hàng, tạo đơn trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, cách thức truyền đạt thông tin về sản phẩm với khách hàng thông qua hoạt động livestream. Sau phần tập huấn, ban tổ chức đã tổ chức chương trình bán hàng thực chiến bằng hình thức livestream trên các nền tảng số, góp phần quảng bá nông sản đặc trưng tại địa phương như các sản phẩm được chế biến từ xoài Úc, góp phần tạo hoạt động trải nghiệm thực tế cho đoàn viên, thanh niên và người dân. Ngày 20 và 21 tháng 12, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại huyện Vạn Ninh và huyện Cách Sơn với mong muốn giúp đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận nhanh các xu hướng mới, năng động, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng bán hàng, tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng số. Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều qua 18 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án 4 bị cáo cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí do có các hành vi trái pháp luật trong quá trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện dự án khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp sau đổi thành dự án Nha Trang Golden Gate tại 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Tòa xác định trong quá trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện dự án trên, 4 bị cáo đã có các hành vi trái pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án xây dựng nhà ở, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch, quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, vi phạm các quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản của nhà nước gần 138 tỷ đồng. Theo đó, 4 bị cáo bị tuyên án như sau. Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh 5 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hai bản án trước, buộc chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Đức Vinh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hai bản án trước đó thành 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hai bản án trước thành 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh 4 năm tù, tổng hợp với hai bản án trước thành 10 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử giao Ủy ban Nhân dân tỉnh hủy bỏ các quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận đầu tư đã cấp và thu hồi quyền quản lý sử dụng toàn bộ khu đất tại 28E Trần Phú theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.